Chiều 27 tháng 9 tại Thành ủy Sông Công, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức báo cáo kế hoạch diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ thành phố Sông Công năm 2022. Theo đó, ý định diễn tập chung dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã phường, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Được biết tổng thời gian diễn tập ba xã phường Tân Quang, Lương Sơn và Mỏ Chè trong 3 ngày, nội dung gồm ba giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu gồm 5 nội dung. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu gồm 2 nội dung, thực binh trung đội dân quân cơ động chiến đấu đánh địch vào làng, thực binh trung đội dân quân cơ động chiến đấu phục kích qua đợt diễn tập này nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng quản lý điều hành của chính quyền chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu đồng thời thông qua diễn tập bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến văn kiện chiến đấu phòng thủ đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân